Nhật ký 1096. Một vài năm sau đó, Chúa đã đoái thương xác nhận cho tôi ơn này, và từ đó tôi không bao giờ cảm thấy tình trạng khởi loạn của các giác quan chống lại linh hồn. Tôi đã viết chi tiết hơn về điều này ở một chỗ khác trong nhật ký số 40. Mỗi khi tôi nhớ lại hồng ân cao trọng này, một ngọn lửa yêu mến và tri ân Thiên Chúa lại bùng lên nơi tâm hồn tôi, và tình yêu ấy đưa tôi đến chỗ hoàn toàn quên mình. Nhật ký 1097. Từ thời gian ấy, tôi luôn sống dưới áo choàng trinh khiết của Mẹ Thiên Chúa. Mẹ vẫn bảo vệ và dạy dỗ tôi. Bên cạnh trái tim vô nhiễm Mẹ, tôi hoàn toàn được yên lòng. Bởi vì quá non nớt và thiếu kinh nghiệm, nên tôi nép mình vào lòng Mẹ như một con trẻ bé bỏng. Nhật ký 1098. Mặc dù Thiên Chúa đã xác nhận cho tôi nhân đức này, tuy nhiên tôi vẫn phải thường xuyên cẩn phòng và sợ hãi ngay cả chiếc bóng của mình. Nhưng đó chỉ vì tôi đã đến chỗ nồng nàn mến Chúa. Nhật ký 1099. Chúa thương ban ơn này cho tôi chỉ vì tôi là kẻ yếu đuối nhất trong mọi người. Vì vậy, Đấng Toàn Năng đã bảo bọc tôi với lòng thương xót đặc biệt của Người. Nhật ký 1100. Ngày 24 tháng 4, tôi có thể cảm nhận trước được từng ơn trọng đại, mỗi nỗi ước ao, khao khát Thiên Chúa lạ lùng bao phủ tôi. Và khi ấy, tôi mong chờ hồng ân. Hồng ân càng trọng đại, linh cảm của tôi càng rõ rệt, và cuộc chiến đấu chống lại kẻ thù phần rỗi của tôi càng kịch liệt. Đôi khi, linh hồn tôi ở trong một tình trạng mà tôi chỉ có thể trình bày bằng một so sánh. Có hai người bạn, một người tổ chức đại tiệc và mời người kia đến dự. Cả hai đều trông mong, nhưng giờ giấc bữa tiệc đã được định sẵn. À, những giờ phút ngay trước khi lãnh nhận hồng ân thật náo nức và khó diễn tả. Chúng được biểu hiện bằng nỗi nao nức đớn đau và ngọn lửa tình ái. Tôi có thể cảm nhận Thiên Chúa ở đó, nhưng tôi không thể được tan hòa hoàn toàn trong Người, bởi vì thời giờ đã được ấn định. Thông thường, trước giờ phút ân sủng ấy, tôi rất cùng quẫn trong tâm trí, ý chí và tâm hồn. Tôi cảm thấy hoàn toàn cô đơn và ngóng chờ Thiên Chúa, chính Người tạo ra điều này nơi tôi trước khi Người đến.